Ok, Wasco, xin chào mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi video của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục với Sky Scale Online. Đây là map 4. Map 4. Mình vừa cố ngắm này. Nó phát hiện ra mình rồi. Phát hiện ra mình rồi. Và đang bắn. Má sư, hụt rồi. Hai phát kiểu hụt. Ok. Xin cậu AK có tiếng súng đằng sau. Ok, sân này khá là nhiều vật cản. Ok, có một tên nữa rồi, bắn ở đâu ấy. Ok, ok, level 2 chương 4. Đấy, sân rất là mới. Sau này chúng ta có thể nhảy lên trên cao kia xem là từ nào xuất hiện và bắn. Ok, đấy lên mái nhà luôn. Ok, MP4 cạc phêu. Rất rộng, map này nó rất rộng và có rất nhiều chỗ để di chuyển. Chạy đâu à? Ok, ok, đi vào 3. Đấy, có 9 tên rồi, mình sẽ tiêu diệt rất là nhanh. 9 so với số 40 mấy mình từng tiêu diệt thì nó quá là ít. Ơi, đây là đang là bên xảo huyệt của đội này sao ấy. Đấy đúng rồi, tại vì thấy nó xuất hiện rất là nhiều. Đây nữa. Ok, ôi trời. Rất đông. Đấy. Đấy. Game này nhảy rất là cao luôn. Nhảy rất là cao. Trên này. Trên này. Ok. Ok, let's go. Đối đầu với lại 10 tên. Game này thì mình đánh giá là khá là hấp dẫn. Lối chơi khá là hay. Mỗi tội là cái đội ngũ bot mới hơi yếu. Hơi yếu. Bắn không hấp dẫn lắm. Ví dụ nó paro một chút, mình bắn nó gây cấn một chút thì sẽ hay hơn. Sắp quay ra nó phát hiện là mình thủ tiêu nó ngay. Trên nào có sao. Nếu mà nó bắn giỏi một chút thì nó sẽ rất là hay. Đấy, ví dụ nó đứng lên nó không bắn mình. Bắn đi đâu ấy. Đây là mình đang thử bắn xuyên tường các bạn nhé, không xuyên tường được. Đấy. Ok, let's go.
Đây là một khu giảng đường sao rất đẹp, không đi lên được đây. Chơi này cũng rất là hay, thú vị. Chinh phục được độ cao của cái này không? Thanh niên rồi. Thanh niên tốt trong nhà. Ồ. Ồ, chết cha. Ôi, tôi ở đây thì đi kiểu gì. Ôi, dắt nó đây là không gian luôn. Ra được rồi, vẫn ra được, hay quá. Còn một em nữa, ok. Vừa rồi mình dắt vào cái khe ăn mình tưởng không ra được, dã man thật, cửa đây không mở được. Còn không ra được thì tưởng phải out game. Ok. Ok, nhìn vào mấy đấy. Sáng quá không nhìn rõ, nhìn vào 6 nha mọi người nha. 12 tên đang chờ mình. Mà vẫn phải ăn vào cái khổ này. Chưa gặp tên nào xuất hiện. Phát chết hai tên không? Mình đang vào xảo huyệt của bọn và khủng bố. M4 vẫn là M4, không có sáu khác. Hắn đúng kiểu di tích. Papa hắn đúng kiểu du kích luôn. 3v1, 2v1, chỉ còn một tên thôi, nhanh quá trời. Ok. Ok, let's go. Let's go. Ok, let's go. Let's go. Ok, let's go. Ui, pa 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 pa. Ui, pa 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 pa. Ok, let's go. Ok, let's go. Let's go. Nó đâu rồi? Wow, wow. Thằng áo này nó bắn mình. Đi qua nhưng trốn không người.
Bắn thế không chúng. Ok, let's go level 8. Có 14 tên thôi. Quá bình thường. Tiêu diệt khủng bố là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân. Ok. Ok, baby, come on. Come on. Come on. Và bơi bao nhiêu cũng chưa hết. Đấy. Trời ơi. Cựa hết với nhau. Cựa hết với nhau. Chạy đi đâu cho thoát. Ừ, hết đạn. Đấy, ta được trường gần thoại mà không chết. Thấy sao ai hiểu thấu nhân sinh này ấn ngoáng luôn hồi. Tiếc người ra đoan không đợi tiên tư đi muôn. Ôi trời ơi, rơi ra ngoài này, khu căn cứ. Má ra mấy chiếc của mình. Chết rồi, ăn chiếc tường này chỉ như mình mất máu rồi, không mất máu, mất máu. Chết ra, chết ra. Làm sao để rời được căn cứ rồi. Rơi ra ngoài, đây nó có góc nát à. Áo ngoài luôn. Bạn nhảy ra đây. Đấy nhá, góc nát nha, các bạn nhảy đây. Là rơi ra ngoài và sau đó các bạn vẫn trở về được bình thường. Đây, đấy. Và đây chính là góc nát. Nhìn xuyên thấu luôn. Má tư. Ok, let's go. Level 10 như vào cuối của video này nha mọi người nha. Bài hát đang nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Chân trần bước đi, mong đổ kiếp từ đi trước khi hoa ưu đàn ở trên bộ y. Chân khi người ta phát nghi, đâu ra tài hương đêm đầu. 100 năm đời người sáng lâu. Sao phải hơn thua với nhau. Tiếc người đã đoan trong lời tiếng từ đi biên tai. Có ai có cách nào cho cái độ khó của game này nó cao hơn một chút không? Chỉ mình với nhỉ. Để mình bắn cho nó hào hứng một chút à.
là nó dễ quá trời. Mình thấy cái map này là cái map có nhiều góc lag nhất trong các map mà mình đã bắn. Bắn khẩu M4 B này không bằng AK47. À, trời ơi, nó vừa chui xuống đây nó chạy đâu rồi. Chạy nhanh quá. Chạy nhanh thì chết tôi. Đi giết tôi. Anh đang bị vô tiêu rồi.